Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cạc cỏ nha. Cây cạc cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki. Và nó có cái tên riêng là Ari đó các bạn. Ari là thuộc về nông nghiệp ha. Nó có cái tên riêng của nó nè. Ari 270H. Cái Ari 270H này nó tình trạng nó đẹp giống như đập thùng các bạn. Nó là thuộc họ Kawasaki nha. Kawasaki 270. Nó mang một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Mà thuộc hệ buji đứng cho nên nó rất là khỏe. Nó có hệ thống xả áp tự động ha, giúp chịu trợ lực. Nắp xăng có lỗ thông hơi rất là đỉnh luôn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Xăng cộng với nhớt tỷ lệ khoảng 1 lít xăng thì mình pha cho 50cc nhớt nha các bạn. Xăng nhớt đều tốt nha, xăng tốt nhớt tốt. Đây, cái lớp B một chiều nó cho vô hơi được nha, cho vô không khí được nhưng mà nó không cho ra xăng ha. Rất là đẹp. Máy tình trạng nó y chang như đập thùng các bạn. Máy xuất sắc luôn. Nó chụp giật trợ lực các bạn. Chụp giật trợ lực này em bé giật cũng nổ luôn các bạn. Kéo từ kéo giữ luôn cũng nổ, kéo buông cũng nổ. Kéo buông cũng nổ nha. Mình kéo một đoạn ngắn rồi ha, mình buông cũng nổ. Kéo luôn cũng nổ. Em bé giật cũng nổ nữa. Nó rất là thích hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha các bạn. Khởi động rất là đã, cái màu vàng của nó rất là đẹp nha. Do chói sáng nó hơi lợt màu. Nó mang một cái chế hòa khí đặc biệt của TK ha, của dòng Kawasaki. Xài rất là bền ha, rất là bền và ít ăn xăng ha. Nó có e gió tự động ôm xăng phía trước và đặc biệt cái chế hòa khí này nè. Cái miếng da bơm nó không biết chai là gì nha các bạn. Xài quanh năm suốt tháng đừng có nó bao giờ mà gọi nói là cái miếng da bơm của hệ máy này nó bị chai nha. Bơm xăng rất là dễ lên, e gió đỏ đây. Các bạn bấm vậy ha, là đóng e. Các bạn lên ga là tự bật. Lên ga nè, lên ga tự nó bật cái e ra nha. Mình xem. Đấy, ha. Mình lên ga là tự le nó tự động bật ra. Made in xà băng trong lốc luôn nha các bạn. Đây, các bạn xem. Đấy, made in xà băng ha. Tình trạng máy y chang như đập thùng các bạn. Đây, cái màu vàng chánh đồng của nó nè, thấy không? Các bạn thấy đẹp không? Đấy. Còn màu bạc đó là do nó chói sáng đó các bạn. Chói sáng nó bạc bạc. Chứ thật ra là cái màu rất là đẹp luôn nha. Đây phía có lửa của nó nè các bạn. Sáng trưng luôn. Mình sáng bừng luôn ha, giống như mới. Đấy, cái màu đó, màu trung thực của nó đó các bạn, rất là đẹp ha. Màu trung thực của nó. Arif ha, chữ Arif này mình đọc Ari này cũng được ha. Ari là nó viết tắt của chữ nó viết theo, nó giới thiệu là hàng này là thuộc về nông nghiệp nha các bạn. Ari là nông nghiệp ha, nó chế cây máy cắt cỏ này để phục vụ nông nghiệp cho nó để là Ari. Nó cây máy này nó rất là những cái chi tiết nó rất là đã luôn. Các bạn nhìn xem cái đệm hông nữa nè, cũng như là tay nắm đó. Móc dây đeo nè ha, dây rút nè, dây rút xin của Nhật ha, cùm nè, vàng luôn, rất là đẹp. Tay nắm thì êm cực kỳ luôn ha. Còn máy này là các chi tiết xung quanh cái máy không có chê vào đâu được nha, đẹp xuất sắc luôn. A270H Arif Ari các bạn.
Trang cỏ màu vàng luôn nè các bạn, mới chát luôn. Cùi nữa nè, cùi nó rất là đỉnh. Các bạn nghe nó, cái tiếng chống dính cỏ nó còn cỏ rẹt rẹt nè, thấy không? Không có xài được bao nhiêu hết, nó mới chát luôn ha. Ở phía dưới có chống mài mòn nguyên khối nữa các bạn. Ở đây nó có cái lỗ chốt đây ha. Các bạn gắn một cái cây ba lư vào, các bạn quay về các bạn sẽ ghim được ha, chốt được cái dao nó cứng lại để mình tháo cho nó dễ ha. Cây này thì đánh cước rất là ngon các bạn. Đánh cước khỏe luôn. Mà một khi các bạn biết đánh cước khỏe thì đối với dao thì nó không thành vấn đề nữa rồi. Dao 3 tấc rưỡi, 3 tấc 6, 3 tấc 7 nó vẫn xài thoải mái luôn. Thậm chí tới dao 4 tấc, nhưng mà dao 4 tấc thì phát nó hay bị kêu lắm các bạn. Ha. Dài quá, cỡ 3 tấc 8 trở lại được rồi. 4 tấc nó kêu lắm, nó hú, hú như cánh chịch thăng vậy. Máy đẹp xuất sắc luôn các bạn. Giờ để mình khởi động cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Nếu mà nó đã nổ rồi, là nó đã lên xăng rồi thì các bạn kéo thì nó nổ thôi, không cần phải bơm xăng nữa ha. Đây. Kéo từ từ thôi các bạn. Máy chụp giật trợ lực này rất là siêu đẳng cấp luôn. Giật rất là nhẹ nhàng, kéo luôn nè nha. Mình kéo luôn cho các bạn xem, kéo luôn. Kéo không có buông ha. Đây. Kéo không buông. Và kéo buông cho các bạn xem. Kéo buông. Kéo buông. Kéo buông. Kéo buông. Kéo giữ luôn cũng nổ, kéo buông cũng nổ các bạn. Kéo từ từ cũng nổ, kéo nhanh cũng nổ. Cực kỳ đã luôn. Các bạn khá xem. Nóng với tông đi nó còn khá tinh luôn. Và đem nổ lớn cho các bạn xem nha. Bốc cực kỳ luôn. Cái video mình giới thiệu cây Kawasaki Arif A270H đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.